Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được gặp lại quý vị với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ hai tuần qua, trong giờ học về lược sử Phật giáo Hoa Kỳ, học viên lớp sơ trung đẳng Phật học đã được Ni sư Tịnh Quang giới thiệu và cùng gặp gỡ thiền sư Chizen Sensei của phái Tào Động Nhật Bản. Giờ học sau đó, thầy Nguyên Tâm giảng tiếp về lược sử Phật giáo Mông Cổ. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung bài giảng sau đây. Đế quốc Mông Cổ được thành hình dưới triều đại Oai Hùng cùng với uy danh lẫy lừng của Thành Cát Tư Hãn. Ông đã là một nhà thống trị có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử thế giới với tài lãnh đạo quân sự hết sức lỗi lạc. Sau khi thống nhất Mông Cổ, ông đem quân đi chinh phạt khắp bờ cõi từ Á sang Âu để bành trướng lãnh thổ và thực hiện mộng ước bá chủ. Thành Cát Tư Hãn đã có công trong việc phát triển giao thương buôn bán với các nước, đồng thời cũng thi hành chính sách tự do tôn giáo. Tuy vậy, ông được xem là kẻ nổi tiếng tàn bạo với những ai chống đối ông. Nhiều dân tộc từ Trung Á, Đông Âu và Trung Đông xem ông như là hiện thân của sự tàn bạo, vì đoàn quân Mông Cổ đi đến đâu là tàn sát đến đó. Sau Thành Cát Tư Hãn, lại có nhiều hậu duệ nổi tiếng như Thiết Mộc Nhi, Hốt Tất Liệt. Khả hãn Hốt Tất Liệt tên hiệu là Tiết Thiện Hãn, 100 năm khả hãn của đế quốc Mông Cổ. Ông cũng là người sáng lập ra triều đại nhà Nguyên trong lịch sử Trung Quốc. Ông là con trai thứ hai của Đà Lôi và bà chánh thất Ta Lỗ Hòa Thiếp Nhi. Năm 1260, ông và người em trai là A Lý Bất Ca đã cùng xương dương khả hãn Mông Cổ sau khi người anh trai Mông Kha của họ băng hà mà không chỉ định người kế vị. Sau 4 năm xung đột dẫn đến sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Mông Cổ, ông đã giành thắng lợi trước A Lý Bất Ca và đưa đế quốc Mông Cổ đến thời cực thịnh. Sau đó, ông dời đô từ Hoa Lâm về Đại Đô, tức Bắc Kinh ngày nay. Năm 1271, Hốt Tất Liệt thành lập nhà Nguyên, kiểm soát các khu vực ngày nay thuộc Mông Cổ, Hoa Bắc, Tây Bắc Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên và các khu vực cận kề. Năm 1279, quân đội nhà Nguyên đánh bại Nam Tống, ông chính thức trở thành Hoàng đế Trung Hoa đầu tiên, không phải là người Hán. Cai trị nhà Nguyên đến khi mất vào năm 1294, miếu hiệu là Nguyên Thế Tổ. Dưới sự cai trị của ông, tất cả các vương quốc phụ cận với đế quốc Mông Cổ đều trở thành các nước chư hầu lệ thuộc. Ông phát động các chiến dịch thôn tính Nhật Bản, Đại Việt, Bagan và Java nhưng không thành. Dù là người theo đạo Phật, nhưng ông cũng chú ý đến sự phát triển của Kitô giáo trên thế giới và mời các sứ giả đến Trung Quốc để truyền đạo. Ông cũng chú trọng đến việc phát triển các nghề thủ công, khoa học và nghệ thuật. Ông đam mê nghiên cứu và ưa thích nền văn hóa của các dân tộc khác, đặc biệt là Trung Hoa đương thời. Khoảng đầu năm 2140, ông đã tập hợp dưới trướng nhiều quan viên gốc Đột Quyết, người Kitô giáo, tướng lĩnh Mông Cổ, người Hồi giáo Trung Á, nhà nho, tu sĩ Trung Quốc, nhằm hướng đến sự cân bằng lợi ích của các dân tộc sống trong đế quốc. Về tôn giáo, ông mời Hòa Thượng Hải Vân, một cao tăng hàng đầu ở miền Bắc Trung Quốc, đến đại bản doanh của ông ở Mông Cổ để tham vấn về triết lý Phật giáo, và sau đó họ đã trở thành bạn tâm giao. Đặc biệt, ông bị thu hút bởi khả năng chữa bệnh của các vị đạo sư Tây Tạng. Năm 1253, ông trọng dụng và phong vị Pháp Vương của phái Tát Ca là Bát Tư Ba làm quốc sư, trao cho Ngọc Ấn thống lãnh Phổ Phồn. Vị Pháp Vương này đã ban cho ông và Hoàng hậu Sáp Tất một nghi thức trao truyền bí pháp. Bà là một người thiện lương và thâm tín Phật Pháp.
Đầu năm 1258, ông đã tổ chức một hội nghị của các nhà lãnh đạo đạo giáo và Phật giáo, bác bỏ yêu sách của đạo giáo, buộc 237 ngôi đền đạo giáo phải chuyển thành chùa Phật giáo, thậm chí tiêu hủy các văn bản đạo giáo, công khai tuyên bố sùng bái Phật giáo, trong khi các hãng quốc khác lấy Hồi giáo làm quốc giáo. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc tối nay, thứ Hai ngày 12 tháng 7 năm 2021, từ lúc 7 giờ đến 9 giờ tối. Học viên lớp sơ trung đẳng sẽ được Ni sư Tịnh Quang giảng lược sử Phật giáo Hoa Kỳ và thầy Nguyên Tâm sẽ giảng về lược sử Phật giáo Mông Cổ. Kính mong quý vị đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng của quý thầy để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà các giáo thọ đã dành cho học viên chúng ta. Rất mong quý học viên hãy kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết khác. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng cũng như các chương trình hoằng pháp khác, kính mời quý vị theo dõi trang nhà bodephatquoc.org. Mọi sự đóng góp và phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy hoặc thắc mắc về tu học, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến Thượng tọa Thích Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Thank you.